Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chủ đề của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng này, các bài đọc nói lên cho chúng ta thấy đó chính là niềm vui. Thế nhưng, thưa cộng đoàn, trong cuộc sống thường nhật, liệu mỗi chúng ta có cảm nhận được niềm vui hay không? Liệu niềm vui có phải là điều chúng ta có hay vẫn là thả hình bắt bóng? Niềm vui là gì vậy? Có thể có rất nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng điều quan trọng, chúng ta có cảm nhận được niềm vui thực sự trong đời sống của mỗi người hay không? Một người đang vui, ta có thể bắt gặp trên ánh mắt, ta có thể nhận ra qua nét mặt. Một người sầu thảm chắc chắn không thể nói mình đang vui được. Nếu như lời Chúa ngày hôm nay nói cho ta về niềm vui, thì niềm vui đó ở đâu và làm sao có được niềm vui đó? Nếu ta hỏi một đứa trẻ cha mẹ đã ly dị, một đứa bé lang thang sống ngoài đường phố, ngủ dưới gầm cầu, bữa đói, bữa no, ta hỏi em rằng, em có vui không? Thì chắc chắn câu hỏi đó trở thành ngờ nghệch, bởi lẽ có thể nói đối với đứa trẻ như thế, niềm vui là điều xa xỉ. Nếu ta hỏi một sinh viên vừa thi rớt, em có vui không? Hỏi như thế thì là ngạo nghễ người khác, làm sao tôi vui được? Nếu ta hỏi một người vừa mất việc, Tết thì sắp đến, việc thì không còn, chị có vui không? Sao? Anh hỏi gì vậy? Anh nhạo tôi hay sao? Nếu ta hỏi một người vợ bị chồng hất hủi, chị vui không? Thì chắc chắn ta sẽ nhận được một câu trả lời có thể làm cho ta bẽ mặt. Ta hỏi một người chồng bị người vợ không đón nhận, loại trừ, anh có vui không? Vui là gì vậy? Và nếu ta hỏi một cụ già nơi viện dưỡng lão, cả năm con cái không đến thăm một lần, cụ ơi, ở đây cụ vui không? Không cần câu trả lời, ta có thể đọc được trên ánh mắt hay dáng mạo thiểu não của cụ. Vui là thế đấy. Trong đời sống của chúng ta, ta có thể kể ra muôn điều mà dáng dấp chẳng vui gì. Trong đời sống của chúng ta, ta phải đối diện với bao nhiêu chuyện, nhiều khi kết quả là đắng đót. Vui sao được khi cuộc đời đầy bất trắc? Vui sao được khi vẫn mang thân phận bệnh tật, khốn khổ, nghèo đói, chiến tranh? Hãy hỏi những người dân Syria trong vùng chiến sự, các bạn có vui không khi ngày đêm ngủ cùng súng đạn? Làm sao có được niềm vui khi mọi sự nháo nhào và mạng sống chỉ trong gang tấc? Vậy mà lời Chúa vẫn công bố cho chúng ta niềm vui. Niềm vui đó ở đâu mà bao nhiêu người tìm không thấy? Sophonia mời gọi dân Sion hãy vui lên, đừng sợ. Vui và đừng sợ không phải là một lời nói viển vông. Vui và đừng sợ không phải là một khẩu hiệu, nhưng lý do để vui và lấn át sự sợ hãi, đó là kìa Chúa ngươi đang đến với ngươi. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa là bảo chứng của niềm vui, là nguồn mạch của niềm vui,
cho dù người ta phải đối diện với những khó khăn trắc trở. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa làm cho tâm hồn người ta bằng an, cho dù con thuyền cuộc đời vẫn cứ tròng trành sóng gió. Hoàn cảnh của Israel thật là bi đát khi phải sống kiếp lưu đày, nhưng lời của Sophonia vẫn như một lời loan báo niềm vui thực sự. Chúa không bỏ dân người, kìa Chúa ngươi đang đến với ngươi, và vì ngươi Đức Chúa sẽ vui mừng, Ngài sẽ hân hoan như ngày lễ hội. Niềm vui bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, nguồn mạch của sự hoan hỷ. Bài đọc thứ hai, chúng ta nghe Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philippe. Ngài nhắc nhở cho anh chị em tín hữu Philippe, và cũng là nhắc nhở cho từng người chúng ta hôm nay. Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, vì Chúa sắp đến rồi. Thì ra lý do để vui đó chính là Thiên Chúa. Lý do để vui là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Lý do để vui là vì Chúa ghé mắt viếng thăm. Cách riêng trích đoạn tin mừng mà chúng ta nghe, lời giảng của Gioan là cách thức làm cho dân Chúa có thể đón nhận niềm vui thực sự. Niềm vui không phải như chúng số. Niềm vui không phải chỉ là một chút gặp gỡ bạn bè. Niềm vui không phải chén trà, chén rượu. Niềm vui không phải chỉ là câu hỏi, lời chào. Mà niềm vui ở đây phải là niềm vui sâu xa của những con người biết đặt ý của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Gioan nhắc nhở, cách thức để có được niềm vui là mỗi người hãy chu toàn phận vụ của mình. Người làm lính hãy đóng trọn vai trò của người lính. Ngay cả là người thu thuế cũng hãy chu toàn phận vụ của mình. Áp dụng cho đời sống của chúng ta, mỗi chúng ta, mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, như kiểu nói của dân gian, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thế nhưng, dù khác biệt về cảnh sống, dù khác biệt về môi trường, dù khác biệt về địa vị xã hội, tất cả chúng ta đều được mời gọi chu toàn nhiệm vụ của mình. Chu toàn nhiệm vụ là một cách thức nên thánh. Chu toàn nhiệm vụ là cách thức để đong đầy niềm vui cho cuộc sống. Chu toàn nhiệm vụ là cách để tâm hồn của chúng ta cảm nhận niềm vui Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Một người chồng cần mẫn chu toàn nhiệm vụ để chăm lo cho mái ấm gia đình của mình, chắc chắn anh sẽ có được niềm vui nơi người vợ, nơi con cái. Một người vợ chăm lo hết mực cho chồng con, vun quén cho gia đình được hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy cũng chính là hạnh phúc của chị. Hạnh phúc chị gieo và chị gặt được, đó là niềm vui cụ thể của những người sống đời đôi bàn. Nếu những người học trò chu toàn phận vụ của mình, học hành tốt đẹp, đạt được bằng cấp, có thể trải qua những đêm dài thức trắng, nhưng kết quả khi báo rằng thi đậu, niềm vui đó là thật. Có thể là những tháng ngày miệt mài vất vả, giờ đây có được tấm bằng đại học, niềm vui đó là thật. Và rồi tấm bằng đó là cánh cửa mở ra để có được một việc làm tốt, một vị trí xã hội. Niềm vui đó là niềm vui có thật. Và niềm vui ấy chỉ đến khi người ta biết chu toàn phận vụ của mình một cách tốt đẹp nhất.
cộng đoàn phụng vụ thân mến, lời Chúa nói cho chúng ta về niềm vui, và niềm vui ấy có thể nói cũng cần phải trả giá. Trả giá bằng chính sự hy sinh, trả giá bằng nỗ lực, trả giá bằng cố gắng mỗi ngày để đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, để chu toàn phần vụ Thiên Chúa gửi gắm cho mỗi người trong chính hoàn cảnh sống của mình. Và một khi ta chu toàn phần vụ của mình, ta nhận ra rằng điều gì tốt Chúa đang muốn cho ta, thì dẫu cuộc đời còn đó những gian nan, dẫu trần gian vẫn còn chập trùng thử thách, lòng ta vẫn bằng an vì có Chúa ở cùng. Một lần nữa, chúng ta cùng gẫm lại lời mời gọi của Thánh Phaolô: anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, vì Chúa đã đến gần.